Trước mắt anh em là gặp Squin Vega. Có model là AT12 anh em ha. Cặp loa này là có sở hữu 3 đường tiếng này. Có hai cái tinh chỉnh phía trước này. Sở hữu là một bát 30. Một trung và một treble. AT12. AT12 Sequin Vega. Căng đầy đủ đẹp. Hai cái tinh chỉnh phía trước anh em ha. Một bát. Bát này bát 30. Sequin Vega AT12 anh em ha. Cặp này có giá 15 triệu. 15 triệu. Đây có cặp KLH anh em. KLH. KLH này nó sở hữu hai đường tiếng, một cái chép nó nằm đây, một cái bát nằm bát đây. Bát này nó rơi khoảng chừng 15. Sâu nó khoảng 18. Ngang nó rơi vào tầm gần 30 nha. Cao khoảng 50. Đấy. Này là KLH, cái này anh em xem cái model của nó này. Đó. Model này, series này. Đấy, một cặp anh em ha. Cái này có một cặp. Đây có một cặp sân xui này sở hữu bát 30. Có một cặp telefuken chưa có tháo ra. Cặp JBL TLX 105 có một cặp anh nhé. Đây có một cặp. ITT này. ITT S370NF. Này Tây Đức. Căng nguyên này nó cao khoảng 45 anh em ha. Đấy, ngang nó khoảng 21 hay 2 này, sâu 20 này, sâu 20 anh em ha. IDT một em cassette Sony, cassette Sony nha nhé. Rồi tiếp thì có Nakamichi này 480. Nakamichi 480. Rồi tiếp Audition 6.001.
là con tép ITT nha này. Tép nằm ITT. Rồi cassette này chạy được ở bác metan. Bằng cassette. Rồi có cái đồng hồ Vendette anh nha. Đồng hồ Vendette có một chiếc anh em nhé. Anh em quan tâm thì cái đăng để nguyên về đăng để nguyên là chưa có ráp luôn. Đó, anh em quan tâm thì liên lạc ha. Số điện thoại là 0981229960. Rồi anh em giới thiệu anh em thêm cái cặp loa này, nhìn nó cũng hay hay. Cặp loa đua ha. Này đua CL7 722 này ha. CL722. Anh em quan tâm thì liên lạc 0981229960 anh em. Rồi muốn chào anh em. Đua này sau nó mất nhãn anh em. Nhưng mà nó phía trước là cái để model này ở phía trước. Đây một cái mất, một cái còn anh em. Liên Xô. Cái CL722. CL722. Chiếc này nhìn cặp này nhìn đẹp. Có một cặp nhỏ nhưng mà có võ này. RCA. Anh em quan tâm món nào thì liên lạc 0981 229960. Rồi xin mến chào anh em ha.